Trước đây muốn mua vé xe khách, hành khách phải đến tận bến xe, xếp hàng và chờ đợi, tốn khá nhiều thời gian và chi phí đi lại. Trong thời gian cao điểm như lễ Tết, việc sở hữu vé xe lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng hiện nay, mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều chỉ với một vài thao tác trên điện thoại thông minh. Không chỉ mua vé xe một cách thuận tiện, khách hàng có thêm những thông tin cần thiết như khoảng thời gian đi đến, số km hành trình, các điểm dừng đỗ trong suốt chuyến đi của mình. Việc đặt vé xe qua app của Thiên Hà giúp tôi là rút ngắn thủ tục, đặt vé nhanh gọn phù hợp với lịch trình công việc. Thay vì việc là trực tiếp lên bến để mua vé thì tôi có thể ở nhà một lúc mọi nơi là tự động đặt được vé và thanh toán trực tuyến luôn. Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định và tuyến xe buýt công cộng. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp có kế hoạch chạy tuyến xe buýt khoảng 300 lượt. Dịp lễ có thể tăng thêm rất nhiều lần. Bên cạnh đó, công ty còn có 7 xe khách chạy tuyến liên tỉnh hoạt động cố định. Số lượng xe, số lượt vận chuyển cũng như hành khách khá lớn. Để vận hành thông suốt, an toàn, không làm gián đoạn hoạt động vận tải, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi hoạt động. Đến nay, đơn vị đã áp dụng các phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử, app đặt xe và thanh toán trực tuyến, camera giám sát hành trình cho 100% xe khách tuyến cố định liên tỉnh. Công ty cũng là doanh nghiệp vận tải đầu tiên ở Hà Tĩnh triển khai vé điện tử dành cho xe buýt. Mỗi vé bán ra đều được ghi nhận doanh thu, truyền hóa đơn về Tổng cục Thuế, qua đó giúp minh bạch hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất công việc. Công ty chúng tôi là đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện cả cái chủ trương về việc chuyển đổi số 4.0 về một cái xã hội hiện đại văn minh, áp dụng vào cái vấn đề là kỹ thuật số này, thông tin số này, rồi là dịch vụ số, là ví dụ như là vấn đề chúng tôi lắp cả cái giá và camera này, các cái giám sát hành trình này, rồi là máy khởi tạo bằng hóa đơn điện tử này, rồi là các cái dịch vụ, nói chung là các cái dịch vụ kỹ thuật số thì chúng tôi hiện tại bây giờ là đưa lại cho hành khách rất chi là thuận lợi. Một là hành khách được nhận vé trên hóa đơn điện tử mà từ những cái máy tính tiền cài tạo lên là tải tạo lên là đơn điện tử, từ đó mà thuận tiện, vừa thuận tiện cho khách hàng nhưng vừa vấn đề thuận tiện cho quản lý về vấn đề nhận được. Hiện nay ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở trên tất cả các lĩnh vực vận tải hành khách. Hầu hết hoạt động đều đã được số hóa để thay thế cho phương thức thủ công trước đây. Chẳng hạn như dữ liệu khách hàng đặt vé được cập nhật trên phần mềm điện tử thay cho việc phải ghi chép danh sách khách hàng vào sổ. Thay vì phải ghi nhớ từng số nhà, ngõ, phố để đón khách, thì nay lái xe đã có chỉ dẫn tự động bằng bản đồ trên điện thoại thông minh. Hay việc nhập liệu và ghi sổ kế toán thủ công nay đã được chuyển sang tự động trích xuất hay tra soát ngay trên phần mềm quản trị vận tải hành khách. Những ứng dụng này giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí và quan trọng nhất là hạn chế sai sót so với thao tác thủ công. Mỗi ngày thì hiện tại là đang phục vụ 200 lượt khách. Thì cái việc ứng dụng công nghệ trong điều hành nhằm cung cấp các công cụ giải pháp về công nghệ cũng như giúp cho hoạt động quản lý phương tiện, hành khách, đội ngũ nhân viên, lái xe được ngày càng chuyên nghiệp hơn, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả hơn ạ. Cụ thể thì là thuận lợi cho công ty cũng như được kế toán công ty có thể tổng hợp được số vé khách đi mỗi ngày, doanh thu thu được trong ngày và như là công tác điều hành nắm bắt được số ghế trống và vé bán trên hệ thống ạ. Ngoài ra thì cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm khai thác các thông tin dữ liệu, báo cáo thông tin về xe và lái xe, báo cáo về hành trình của xe, báo cáo về tốc độ vận hành của xe, một số tính năng khác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế các vi phạm trong hoạt động vận tải. Hà Tĩnh hiện có 19 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định với 217 phương tiện chạy trên 16 tuyến. Đến nay tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải đều được gắn thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị này sẽ truyền dữ liệu vào hệ thống máy chủ của các cơ quan quản lý, làm cơ sở để Sở Giao thông Vận tải tổng hợp xử lý các lỗi vi phạm. Đây cũng là công cụ hữu hiệu để truy xuất dữ liệu phục vụ các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra phương tiện, kiểm soát tải trọng, phục vụ công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường bộ, xử lý phương tiện vi phạm về an toàn giao thông. Ngành giao thông vận tải luôn ủng hộ cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là cái công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động
kinh doanh vận tải. Trong thời gian tới thì Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị vận tải, đặc biệt là các đơn vị vận tải khách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo cho các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh vận tải và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch. Đồng thời Sở sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải có cái cơ chế chính sách thúc đẩy để chia sẻ, cung cấp dữ liệu mở và xây dựng các cái nền tảng cung cấp dịch vụ vận tải, giúp các đơn vị vận tải dự báo được cái số lượng khách, xây dựng cái thương hiệu bền vững. Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực vận tải hành khách đã tạo thêm nhiều giá trị mới cho cả doanh nghiệp lẫn hành khách. Doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ, từ đó tăng doanh thu, còn khách hàng được tiếp cận và sử dụng nhiều tiện ích hiện đại, đảm bảo thuận tiện và an toàn trong quá trình đi lại. Những ứng dụng số còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh.